Săn đó bà này hô hạt bệnh. Ai thơ ai mà nước dô khó thả, tôn trì. Thơ ai kê bàn chật, hơi mình sẽ đạp bằng cọp. Tăng tảnh, rừng tăng năng âm nát hô hạt bệnh. Ai thơ ai tớ chia xa hà khô khờ bệnh xây. Nôm ai kê miên ca rơ bom rác bà chàng tọp tò mọc vĩnh. Rư bằng có nơ ca cho là chọp xe xe nhàng thông thịnh. Hạt nì. Dương cú ta chết thăng thăng rô viên cho bạp tàng bì, tôn cú năng rừng. Không mình cực cồng nô cổ xù. Cả không mình cho bì phân ngâu lang căng, chánh mọc chuối vừa sắc ai lưu bày đâm bồn. Gót tốt tốt đâm nay chỉ tì bực xa phân này tốp. Nâng cài bè lưu bày bàn lang vừa chì bà chào ạ thư rít cực cồng nô cổ xù. Khong Meng có tổ tuột đâm nay chìm hoa hạ ốp rách riêng rô hốt màu. Quạt bán bố chìa công lăng cài, nâng công lăng prách nhà tiếng ốc đại khuôn miễn đạm bầy bom ra đòl nô cổ xù. Khnong ca cực cồng nơi rơi dạ đâm bông, Khong Meng bán đã bài bạch bạp, nâng vị thiên ca đã toàn là cam đọt tân rừng, đại bắt đòl hạt phòl thẻ. Trở tại bóng ca nơi phiếp rừng mòm khnong ca bà mô đâm ông này rộn. Đảm bây công chặt buộc đã chọn pra ất thịt bộ đoàn đam ông này cực cồng tức đầy. Gót bàn công nọt cực cho bắp hào thà, su khờ, xâm rạp pra ức nông nô cổ su. Nâng bình chi ai ạ nô vọt tơ tam cô ca cho bắp giang tân rừng nâng đạch hạt bòm phọt. Vị thiên nạ ca tăng này, bàn bóng co ai miên ca mân pinh chất bi xâm nạ cồng mân nô mùi châm nuồn. Mê tòp, bồm tăng niêm mơn phân này cho bắp nâng phân này bỏ tệ bàn. Buộc kê, bàn loam khní bắt đo dụ bò thà. គូតែប្រើនយោបាយគ្រប់គ្រងបែបទុនភ្លុនទៅជាការប្រសើរពួកគេបានសរសេរលិខិតបង្ហាញពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនផ្ដាល់ទៅឲ្យលោកមហាអបរាជថាកាលពីសម័យមុនពេលដែលលីវប៉ាងបង្រួបបង្រួមទឹកដីបានហើយគេធ្លាប់បញ្ញត្តិច្បាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រនគរឈិនគោរពប្រតិបត្តិនិងបានយល់ពីបែបបទគ្រប់គ្រងប្រកបដោយក្តីមេត្តាករុណាដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងបន្ធូរបន្ថយច្បាប់នឹងការដាក់ទោសដល់តឹងតែងនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រជារាស្ត្រនគរស៊ូឡើងវិញទៅជាការល្អប៉ុន្តែបែរជាខុងមេងយល់ឃើញថាស្ថានភាពរបស់នគរស៊ូខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីសម័យដែលលីវប៉ាងចាត់ការទៅលើនគរឈិននោះមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបគ្នាបានទេគាត់បានបកស្រាយថាកាលពីដំបូងឡើយនគរឈិនគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការដែលសាហាវព្រៃផ្សៃធ្វើឲ្យរាជមានការខឹងសម្បានិងស្អប់ខ្ពើមគ្នាជាខ្លាំងតរតែទ្រាំលែងបានទើបគេនាំគ្នាងើបឈរបះបោឡើងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិត្រូវជួបនឹងក្តីវឹកវរចលាចលជាខ្លាំងហាន់កៅជូឬលីវប៉ាងយល់ពីស្ថានភាពនេះទើបងាកទៅប្រើនយោបាយគ្រប់គ្រងដែលប្រកបទៅដោយធម៌មេត្តាបែបនេះឯលៅជាងលីវចាងគ្រប់គ្រងនគរស៊ូដោយភាពទន់ជ្រាយគ្មានបញ្ញាទើបមិនអាចនាំយករបបគ្រប់គ្រងដោយករណាធម៌មកប្រើបានសពថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើច្បាប់នឹងទណ្ឌកម្មដែលតឹងរឹងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់នឹងថាអ្វីត្រូវអ្វីខុសទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាអធិរាជនាមមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រមានបែបបត់ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទើបវាសមស្របទៅតាមកលៈទេសៈសពថ្ងៃនេះក្រោយពេលលីបៃសោយទីបង្គត់ទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គលឺឆានឬហៅថាឡាវសានបានឡើងស្នងរាជសម្បត្តិបន្តដែលមានព្រះនាមថាហៅជូដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងលឺឆានក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរស៊ូខុងមេងបានកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីរាជការផ្សេងៗឲ្យនៅចំនួនតិចតួចល្មមហើយបញ្ញត្តិទម្រង់ច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យកាន់តែជាក់លាក់ជាងមុនដោយប្រើទាំងធរក្តៅរួមនឹងធរត្រជាក់ផងដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីពង្រីកអំណាចដល់នគរស៊ូខុងមេងបានសម្រេចចិត្តនាំទ័ពទៅបង្ក្រាបពួកបះបោនៅតាមជាយដែននៃតំបន់យូណាននិងសេឈួនមុនពេលចេញដំណើរម៉ាស៊ូឬហៅថាម៉ាឈៀវនិយាយជាមួយខុងមេងថាទីតាំងនៅតំបន់នោះមានអំណាចផលល្អណាស់ទើបជនជាតិភៀតតិចនៅតំបន់នោះគេតែងតែធ្វើការបះបោជារៀងរហូតមកបង្ក្រាបបានថ្ងៃនេះ
ngày sẽ kế có nâng ngớp một bạc bao vinh chiếc đó đá là đáy là hẹt ní và nhà hát xung khánh vì sẽ thất là tròn thả tờ dưỡng ai dục chứ nhé lượp nách sẽ tệ ở rõm bộ kê bàn đại rực tế bố cả chứ nhé đôi cầm lãng tốt tay mà giảng có bùng sơ miên hẹt phó lõ bình mạng đáy cả chứ nhé sẵn kìm phơ chân vì lõ chỉ chiến chứ nhé đôi cầm lãng tốt nhóm sẵn khâm thả lốt bà có chỉ ách vừa ở bộ bạc bó tàng nú miên chùm nứa nâng của rục sở lãnh trong bố rục lốt chia mạnh khán không mềm dô sớp nâng ca pra vị thí trở trẻ tôn phụ luận tục tôn nâng phiếp rừng tăng rô bọc bộ kỳ cứ pra tàng cầm lãng bái nâng cái đấy mê tà thổ không mềm bàn chắp luôn mừng hùa rứ hào tha bên hất bàn bàm bị đòn hỏi bàn pra thô mê tà đọc lên kê tàu vinh tàng bàm bị đòn chạp tăng phí bè nụ màu bộ kê có ách bằng kra bộ có xâm phôn nơi đồng bọn xe chuồn nâng dù nàn bàn giang bình lĩnh nâng bông rích âm nách ất thị bộ rô bọc nơi cô su bàn giang rừng mộm kroi phí nụ màu không mênh bàn bọc can dục nơi dục bài cực cực nơi cô su đại bà tăng nơi dục bài rừng nâng tuân rùm xăm khní chi riêng rô hột màu hai có tụ tụ bàn là tập hòl cua chi tí bình chật phong đài ở vầy đòi phía tràn tai móc chia cú nâng khỉa Akra cú nâng lọ Sò cú nâng khmau Cả đau cú nâng trò chạ Rẹ cú nâng trừ Cứ chia cô ca đa mà nốt lọp đăng tăng bì sạp mày bộ ràn mọc mà lạc Hiệp chia cú nâng khỉa ní Priếp đô chia âm rết rư đô chia chương trình Đà dương cụp khỉa cú dục chất tục đã thơ ở viên miên to là dạ phiếp nâng khỉa Tạm bọt bì sạp khả nông pra vật ta xa bởi khoác tố lợi dạ phiếp nâng lộng yên tờ lỡ tại phần này nà mùi mơ lỡ rộng lộng nơi phần này mùi phần tiền kịch cả phần xin ách nâng chúc bà nhà hát đòi chịu mình phọt lời tố lợi dạ phiếp cứ chết bắp thò mà chịt bà tật làng mến miên sọ lột dương ní có nâng trớ lịch lùng bà miên tay tật hút tờ chìa chồng hài tay mến miên tật phần lương thật mọc vinh lột dương ní có nâng ớt tật bà các đáng hút hành giang nam mình khăn ông đâm náu chi bật rưu khăn ông ca cực cồn dường trở tay tốt tốt squat bát mắt đa chìa cù nâng khăn ní đòi mình ách bắt đầy sạch bàn lời không mình miến chạc khổ vị say vên chân ngài gọt chạy bà tăng vị thi cả đầu rùm khăn chìa mùi vị thi trở chạy đâm bày rẽ xa tờ lời dạ phiếp khăn ông ca đực nòm bà tế đã tốt chìa khăn ông xa mai computer đôi sập ngày ní có rất tay trở ca vị thi tăng pi ní chìa đỏ đài kê pra vị thi ọp rùm, mê ta cả rà nà, đậm bầy bận đọc lời chất lo lõ đòn mà nụ. Hơi có trớ tay pra bà nhạc chấp bắp, nâng cả đã tổ toán đòn nẹ lầm mơ chấp bắp phòng đài. Đậm bầy ở rẽ xa oi miên tô lây dạ phiếp khăn nông xong cùng. Phần tài bao vi lùm yên tơ mặc hàng, đôi chìa, bao mê ta trồ lập bếch, xa phiêu vẹ cách tệ nâng châm rinh oi mà nụ tơ chìa bàn chật, vừa ở vây tam tùm nương chật, xong cùng khuyên xong đạp thân nộp. Hãy bật tăng tay hút hết bếp vì khai tờ chí ca rùm lốp bóng biển kịp sẵn cót đã từng thua ai mà nụ rơ bóng rác bỏ chăng to và chịa đạo. Rồi, trơ miên ông này cực cồn ai bỏ chìa riêng có trơ miên sức xe rây phiếp rô bọc bỏ chìa riêng phong đại. Mà nụ chạy lạc rư nẹ đực nôm đã chạy lạc kê nâng chạy pra vị thi tăng pi ní đã vì ai thương ngôn rư bỏ yên mà lo mà cao tờ tàm cả lạc tê xạ tại bộ mệnh bàn này thà, phải yên chưa riêng rô hốt nụ lời. Ủ tì hò, bếl bà tê chít chuộp nâng vị bạch ở rưu sông kìm. Rất thập bị bà trở miên bạch bà nhạc bị xe, rưu bà kác bà chấp bạp ảnh nhà sắc. Rưu bếl trở bằng rùm tố bà chăng xe xe ở chọc chôn mọc sắp xa chiến. Rất thập bị bà, có trở tại bà chấp bạp ảnh nụ cửa rưu lực lên tổ. Đã cả lần này bị xe bạp ni, kế bom ác dục mọc prao chi nè chạy kàl khăn ông ca cực cồng bà tế nụ tì. Trong bộ ế rì dạ bọt rô bọc mà nụ dương mà nẹ có đôi chân nọ đài. Dương cua tay xâm rách, chạy công nọt ai bán chạy lẹ ông bì ở vây đà chi tôn nâng ở vây đà rừng bằng. Hiệp tôn phần mê ta cả rần à, viết bông hàng ai khơn bì xạ mang nà chất. Cả cổ rục, cả bắt đo kết tư dục, hiệp vây chạy lạt mùa mụt, miền chạy khổ vi sai về chạy ngài. Đã ai chốt cho nè chất ở rô bọc mà nụ, vừa ai mà nụ miền chung lưu tục chất, cô rộp tọp tò mọc vinh. Đã chỉ ở sọt đó xạ sứt, khăn ông ca tẹ tiên tức chất mà nụ, ở chô lô rùm xa hạ ca chi mùi khỉ nịa bàn.
đại phụ mệnh ca tôn trí nụ lời. Rí ai ca pra âm nạc đạch khát nâng tầng rừng, có phụ mệnh sất ta chỉ ất tạ sở nhà này phiếp cách xa hào nụ đại. Đó rạp nà kê pra viết tất tám vị thi đó xóm sọp, bằng hành ai khơi nơi chê tà nà rõm cho bà lô. Đại chiếc vị thi tầng rừng không cả bằng khom nẹ prật khó, ở trò lọc mọc prate bắt tám bài bót đó trâm trừ vinh. Hãy có phụ mệnh chi cá tầng rừng, mình chết đập kê đập ai nụ đại. Tôn phlôn, tay mình tôn trì. Rừng bưng, tay mình rừng cho chị. Cả chép ra các bạch tôn phlôn, nâng các bạch rừng ai xóm sớp tới tam cả lạ tế xạ. Cứ chia vị thi rộ bác mân ưu chá lạc, tiàng ca rộng si, tiàng khăn nông phlôn rộn.